Chào cả nhà, nay mình tiếp tục mình ra cái bãi này mình đánh nữa cả nhà ơi. Rồi để mình chọn mồi coi. Đây, mồi của mình thường câu. Cũng là thức ăn thôi. Đây, thức ăn. Thức ăn này là cái dạng viên này đây. Dạng viên 5 ly nè. 5 ly này dành cho cá gô. Mình bỏ vô cối mình sẽ nhuyễn ra. Nếu như mình không có cối thì mình bỏ vô cái lon hay gì đâm như đâm tiêu gì đó cho nó nhuyễn ra, mình ra đây mình trộn mau lắm. Đây, nên mình đã xấy ra rồi. Nhuyễn ra vậy nè. Bỏ vô cối mình xay rồi. Xay nhuyễn ra để nước vô trộn mà. Còn để như cái dạng viên á nó lâu lắm. Đợi cho nó thấm được cái viên nở ra thì nó rất là lâu. Như viên này bỏ vô ngâm lâu đó, nó mềm nó cũng lâu lắm, cũng mở 5-10 phút. Này cũng như đem theo là mẫu à thôi chứ không có ấy. Như mình kết hợp với cái loại này đây. Mồi câu cá cha chê chim T2 kết hợp với cái này đó. Có mấy con cá nè, trộn vô. Năm nửa này nửa kia. Đây, nó có cái màu hơi nhạt hơn, cái này nó hơi đen hơn chút. Trộn đều lên. Cho nước vô. Mà lấy nước uống luôn đi. Nước nào cũng vậy, uống luôn. Trộn đi, họ cũng không có nước uống. Trộn cục thôi. Trộn cục thôi, mình chượn mớ để mình thả thính. Còn mớ mình câu. Trộn cho đều lên cho nó dẻo. Nó không có dính tay là được rồi. Đó, nó đâu có dính tay đâu. Vậy là câu được rồi đó. Rồi, cục này chúng mình câu. Còn cái phần này để mình đi thả thính. Cái lỗ, mình test cái lỗ đó luôn. Mình cũng mới ra dọn lại vừa xong. Đây cũng vẫn là mồi trộn đã thả thính luôn. Rồi chờ đợi chút cá vô câu thôi. Đây, vẫn là câu lưỡi 12 thôi. Lưỡi này cũng nhỏ chứ không có to. Đó, ngon lành không? Câu cá dảnh, cá chim. Lưỡi này chứ dính cá chim ký là phé ghe đó. Thẩm quá. Đó, thấy có cá ục lai gai rồi. Thôi để mình thả mồi coi.
lỗ này ngay chân hướng mặt trời lên luôn, nắng sáng hơi hơi chói cả nhà thông cảm cả nhà ơi. Anh chút mặt trời lên cao cao rõ lại. Xuống cần coi. Nó, nó, nó. Mày chạy đâu cho thoát. Mày chạy đâu cho thoát. Ôi trời ơi. Ôi ơi, liệt. Liệt quá cả nhà ơi. Cá gì cũng bự lắm. Ôi ôi, cá chim. Đây, lên được em cá chim. Quá đã. Chà bá luôn. À, bàn tay luôn nè. Hết hồn không? Ôi ôi rộng, ôi ôi rộng. Quá đã. Mới xuống cục mồi đầu tiên. Lượm được em cá chim. Nó nè. To đùng luôn. Thả lại. Đó, có nó ăn kìa. Thả xuống là ghĩa giật giật à. Mày chạy đâu? Mày chạy đâu? Con gì đây? Goofy, Goofy. Goofy cũng được. Ồ ơi, vậy. Đây, Goofy. Cũng ngon. Thả lại. Thả xuống là ghĩa ghĩa giật giật cái ghê không? Đó. Mày chạy đâu? Mày chạy đâu? Con gì vậy? Cá cha. Cá cha con. Chắc con nó ăn ụt ụt nãy giờ nè. Ôi nhỏ quá, thả đi. Thả lại. Đó, rỉa, miết xuống. Đó, giật 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 kìa. Giật xuống. Ồ ôi. Cái này dinh. Mồi này câu dính đủ thứ cá hết trơn. Mẹ dinh cá tra nè. Cô phi cái chim. Đó. Thả lại. Ôi ơi, thả xuống lại ghĩa. Rồi cũng là cá cha nữa. Cá cha con. Ngừng. Nãy giờ ụt ẹt 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 đây. Thôi thả luôn. Bé quá. Tiếp tục. Ơi ơi, để xuống là dứt liền. Cái gì lãng dữ vậy? Rồi chim. Tiếp tục lại là cá chim. Cá chim ăn như lợn.
để xuống là đớp à. Chim này màu lên màu đẹp quá. Đó, để xuống ghĩa giật giật liền hà. Trôi vòng vòng nè. Trời ơi các con. Bắt mẹ về tới con rồi. Con thì thả luôn. Tiếp tục. Thôi ơi. Tiếp tục. Thả xuống lại quất rồi. Đó. Vô ổ luôn. Đó, ngon lành không? Trời ơi, gung 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 gãy gãy ha mày. Thả lại. Nó ghĩa giật kìa, giật kìa. Nhấc xuống coi. Mày chạy đâu? Cá cha. Trời ơi, cá này mập hơn hai con rồi. Trời ơi, dính cái cây dù. Ôi ơi. Con này mập hơn mấy con rồi. Trời ơi vậy. Vậy ghê quá. À, thôi đi gỡ rồi, dậy quá dậy. Đây, gỡ xong rồi, thả luôn, bé quá. Thả lại. Mày chạy đâu? Hồi ơi, cái gô. Lên cái gô. Đây, cái gô đây. Đó. Thôi, thả đi. Con một bắt chi. Thả lại. Lo kìa. Mày hả bử. Có chim. Vô. Em có chim. Mày hả bử. Âu ơi. Lại là cá chim tiếp tục. Vậy quay trong trống. Tiếp tục.
Mày hả bự? Mày hả bự? Ôi, cá gô biển. Thả đi. Mày không đừng chạy nè. Mày không đừng chạy nè. Trời ơi, cá cha bò. Đi quậy tập không phải, cá cha bần. Nó lộn cha bò. Dậy quá. Quá dậy đây. Dĩa sàn sàn, dĩa sàn sàn, một con cá rảnh. Con cá rảnh to đùng. Tiếp tục. Dinh không phải vô phi. Trời ơi, nó lại nó ghĩa giật lên cái dính luôn cái mép môi. Cá gì nó ăn bằng mép môi đó, chứ không phải ăn cái miệng nè. Đó, giật xuống ha. Giật xuống cho choi choi kìa. Giật xuống cho choi kìa. Thật rảnh. Em cá rảnh nữa. Hả lợi.
giật lia tẩu không. Giật lia tẩu không. Ôi con cá gì cũng hơi bự nha. Ruột phi. Phương Nguyễn lôi cận liệt luôn. Nè, lôi liệt á. Giật nè. Ôi ơi. Gục phi. Quá sáng gục phi bự rồi. Bá luôn. Đấy. Phi bằng tay luôn á. À. Ghê không? Có đùng luôn. Ghía nữa nè. Ghía nhịp ha. Nhịp nữa nè. Tiếp tục lên hàng khủng. Con này bự hơn con rồi. Ghê không? Nè, con này bự hơn con gòi luôn. Và nái luôn. Thả lại. Ghĩa nhịp nữa kìa. Đó. Nhiều ha. Đó. Nhịp nữa nè. Nhịp nữa thì lên luôn. Đây, cho mình nhịp. Thả mồi. U cần. Đây, thành quả bữa nay được nhiêu rồi cả nhà ơi?
cá chim, rồi cá cha bằng, cá dảnh, rô phi, mè dinh, đủ thứ cá hết trơn. Được con cá chim này cũng to nè. Đó. Đó, thùng cá luôn. Ăn đã đời luôn. Rồi kết thúc video luôn cả nhà ơi. Hẹn cả nhà video tiếp theo.